Chuyển sang những tin tức đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông, 32 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng về hành vi cho vay nặng lãi. Bước đầu xác định trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Phạm Văn Thông đã cho gần 300 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay tiền với tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng. Qua đó thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng để che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng trong đường dây của thông núp bóng là người địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú. Các đối tượng thường đăng mài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội hoặc dán quảng cáo trên các khu vực công cộng nơi tập trung đông người để tìm kiếm con mồi. Đối tượng cũng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng, lãi suất cho vay dao động từ 280 đến 400% một năm. Đối với các trường hợp người vay chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, ngụ tại tỉnh Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm mở rộng điều tra chuyên án mua giới mại dâm tiếp viên hàng không do võ thị mỹ hạnh 26 tuổi ngụ quận gò vấp cầm đầu công an thành phố hồ chí minh phát hiện thêm đường dây mại dâm do nguyễn thành liêm và hà thụy vân anh cầm đầu Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa hậu, hoa khôi trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp. Bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm. Với nhiều hoa hậu, á à khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker tham gia bán dâm giá mua dâm với giá 45 triệu đến hơn 200 triệu đồng, tương đương từ 2.000 đô la Mỹ đến 10.000 đô la Mỹ. Mỗi lần môi giới thành công, các đối tượng được hưởng từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la Mỹ trên một lần. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng là Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên là hai người trực tiếp tham gia môi giới ngoại dâm cao cấp trong đường dây trên. Trước sức hút của iPhone 15 mới ra mắt, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cẩn thận trọng khi quyết định đặt cọc mua mẫu iPhone 15 ở thời điểm hiện tại. Nhân sự kiện mẫu điện thoại iPhone 15 mới ra mắt vào ngày 13 tháng 9, trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện hàng trăm bài viết nhận đặt cọc mẫu iPhone mới với hình ảnh, cấu hình, giá bán của từng phiên bản, cam kết có máy ngay trong tháng 9 nhằm thu hút người đặt cọc Tuy nhiên, các thông tin chính thức của mẫu điện thoại này vẫn chưa được hãng Apple công bố. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể lợi dụng sự kiện này để lập website giả mạo, trang mạng internet, email để quảng cáo bán mẫu điện thoại iPhone 15 với chương trình khuyến mại hấp dẫn, đề nghị người mua đặt cọc tiền khi người mua đồng ý và đặt cọc tiền các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên địa chỉ số điện thoại số căn cước công dân thông tin tài khoản ngân hàng và đặt cọc trước một số tiền điều này khiến người đặt mua iphone không chỉ bị thiệt hại về tài sản mà còn bị dò dỉ thông tin cá nhân tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để mua bán thông tin cá nhân chiếm đoạt tài khoản ngân hàng vay tiền qua các app online Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng khi quyết định đặt cọc mua mẫu iPhone mới ở thời điểm này, tránh nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.